Thưa quý vị, hàng nghìn sinh viên trên địa bàn Hà Nội đã cùng ký cam kết không sử dụng thuốc lá, đặc biệt là thuốc lá điện tử. Sự kiện diễn ra ngày hôm qua tại Hà Nội với mục tiêu là giảm tỷ lệ hút thuốc lá trong thanh thiếu niên từ 26% vào năm 2011 xuống 18% vào năm tới. Tại Việt Nam, có tới 20% thanh niên trong độ tuổi từ 16 đến 24 hút thuốc lá, trong đó tỷ lệ hút thuốc lá điện tử là 2,6%. Điều đáng tiếc, đây là nhóm đối tượng tiếp cận với truyền thông, Internet nhiều nhất, hiểu rõ nhất về tác hại của khói thuốc lá, nhưng lại vẫn hút và nghiện thuốc lá. Giới trẻ đang là mục tiêu của các công ty sản xuất thuốc lá thế hệ mới, bao gồm thuốc lá điện tử và thuốc lá không khói. Thuốc lá điện tử nó có hình dạng với cả màu sắc kiểu như bắt mắt, làm các bạn tò mò thì các bạn ấy hút. Mình có nghĩ hút thuốc lá điện tử sẽ có thể bỏ được thuốc lá và nó không có tác hại gì nhiều. Nhưng mà đến một giai đoạn sau thì mình có xem các thông tin trên mạng xã hội và trên TV thì mình thấy một điều rằng thuốc lá điện tử nó cũng có hại như là thuốc lá. Theo một kết quả khảo sát về nguyên nhân hút thuốc lá ở thanh thiếu niên, phần lớn câu trả lời đó là do được bạn bè mời và giới thiệu. Một số thanh niên còn cho biết hút thuốc vì bị bạn bè kích bác. Nhiều cuộc vận động thanh niên từ bỏ thuốc lá đã được tổ chức tại các đoàn thanh niên các cấp. Tuy nhiên, các cán bộ đoàn cũng gặp không ít khó khăn. Tại buổi lễ, hàng nghìn đoàn viên thanh niên đã cùng ký online cam kết thanh niên Việt Nam nói không với thuốc lá điện tử. Chúng tôi cũng phải tìm cách tiếp cận một cái môi trường mà các bạn trẻ hay sử dụng và tương tác nhất, và đây đang là không gian mạng. Và với không gian mạng thì nếu chúng ta đưa một cái thông điệp đầy đủ hết các nội dung về tác hại thuốc lá dài viết lên một dạng văn bản thì thực sự là khó, các bạn trẻ sẽ không đọc và không theo dõi. Thì chính vì thế các dạng hình thức mới như infographic, motion graphic, các đoạn clip ngắn, các đoạn clip ngắn thì chúng tôi sẽ cố gắng dùng cái phương thức này nhiều hơn. Thuốc lá phi truyền thống này thì đã được các cái hãng sản xuất tuyên truyền như là không có, dường như là không có tác hại, thế và có vẻ văn minh, thế cho nên là những đối tượng thanh niên, đối tượng phụ nữ là tiếp cận rất là nhanh và hiện nay đang có tỷ lệ tăng cao. Thì rõ ràng đây là những cái mà chúng tôi thấy rằng chúng ta phải cần cái sự chung tay của tất cả các tầng lớp trong xã hội. Khói thuốc lá chứa hàng nghìn chất hóa học độc hại, đặc biệt nam giới hút thuốc lá ở độ tuổi thanh thiếu niên còn ảnh hưởng tới sức khỏe sinh sản, chất lượng nòi giống. Chính vì thế, mục tiêu giảm hút thuốc lá ở thanh niên đang được đặt lên hàng đầu.